quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện văn hóa. Kính thưa quý vị, một lần nữa dịch bệnh lại khiến chúng ta tỉnh giấc. Có thể đâu đó còn có tâm lý chủ quan, nhưng khi các lực lượng chức năng cả nước đang căng mình chống dịch với đợt dịch được đánh giá là phức tạp này, thì ý thức trách nhiệm xã hội của mỗi người dân là vô cùng quan trọng. Mỗi chúng ta chỉ cần ý thức trách nhiệm với hành động của mình, tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng dịch thì chắc chắn sẽ hạn chế được số ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thế nhưng thực tế tại nhiều địa phương vẫn còn có những cá nhân vô ý thức, vô trách nhiệm như là khai báo y tế thiếu đầy đủ trung thực, không đeo khẩu trang nơi công cộng, hát karaoke dù có lệnh cấm và thậm chí là tổ chức chứa chấp những thành phần nhập cảnh trái phép, không tuân thủ quy trình cách ly. Nhiều người còn phát tán virus trên mạng bằng việc tung tin giả gây hoang mang dư luận, trục lợi trên nỗi lo của người khác. Muôn hình vạn trạng, hành vi vô ý thức, thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Không đeo khẩu trang vì mải nghe điện thoại, vì mải chụp ảnh hay vì quên. Đeo rồi nhưng cũng tụt khẩu trang xuống mũi lúc nào mà không biết. Công viên tạm đóng cửa, vẫn trèo vào, lỗ hổng chưa đến nửa mét, vậy cũng là quá đủ. Tôi thấy mọi người tập trung trèo vào, bây giờ họ đuổi tôi phải ra. Họ lại chờ bảo vệ đi, họ lại trèo vào. Thậm chí tụ tập chơi game hay hát karaoke ở những vùng đã có lệnh cấm. Tỉnh Hưng Yên chưa đầy 2 tuần qua đã phải xử phạt tới 200 trường hợp không đeo khẩu trang, hơn 250 triệu đồng. 17 trường hợp không tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu, 120 triệu đồng. 3 trường hợp không khai báo y tế, 30 triệu đồng. Và 2 quán game không đóng cửa và không đeo khẩu trang, 15 triệu đồng. Các tỉnh thành khác, con số cũng cao không kém. Nghiêm trọng hơn là những kẻ tổ chức nhập cảnh trái phép, đem an toàn của chính mình và người thân ra để đổi lấy những đồng tiền bất chính. Họ có thể bao biện rằng không biết, không nghĩ là nghiêm trọng, nhưng khi dịch bệnh lây lan thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Hôm nay mới biết là sự việc nó nghiêm trọng. Chứ ở ngoài thì cứ đứng ngày điện thoại người ta đón người, mình thưởng 100 đô một người thì thấy nó rất là dễ dãi quá. Cho nên bị can mới làm. Mình mù quá, mình không hiểu về cái hậu quả nó nghiêm trọng như vậy. Ta không biết sao nó xui khiến tới cái ngày giờ mình không có đắn đo được cái chuyện đến như vậy. Thành ra mình không hiểu tới. Và cũng không thể không kể đến những kẻ tung tin giả, tin sai sự thật. Hà Nội ngày đầu phong tỏa, lịch trình của F1 tại Tam Điệp hay thông tin mập mờ về các ca bệnh tại Hà Nam, tại Thừa Thiên Huế khiến dư luận hoang mang, ảnh hưởng đến công tác phòng dịch. Nhiều trong số đó là những tài khoản được nhiều người theo dõi như trang Facebook gần 74.000 lượt thích này. Điểm này chúng ta cũng như là một là cũng có phong tỏa, nhưng mà do mình sơ xuất, mình mô tả không rõ cái ý kiến của cái ngành đấy, cho nên là cái lỗi sai của họ đang phải sức mạnh. So với năm ngoái, số lượng tin giả bị xử lý đã giảm. Người dân đã ý thức tuân thủ 5K như một thói quen không thể thiếu của cuộc sống. Nhưng đâu đó vẫn còn những người vô ý thức, vô trách nhiệm với chính mình, người thân, gia đình và cộng đồng. Họ đang đi ngược lại cuộc chiến chống dịch của cả đất nước, nơi hàng ngàn chiến sĩ tuyến đầu ngày đêm vất vả. Không đeo khẩu trang tại nơi công cộng cũng như là không làm theo 5K theo khuyến cáo của nhà nước. Và tôi thì nghĩ rằng là những cái hành động này cần phải lên án thật nhanh, vì đây là một trong những cái nguy cơ có thể là lây lan bệnh dịch trong cộng đồng. Tôi kịch liệt phản đối những cái hành động vô ý thức như vậy trong cái giai đoạn dịch Covid đang bùng phát trở lại như hiện nay. Nếu như mà một trong các cái trường hợp đó mà mắc Covid thì thật là nguy hiểm cho cộng đồng. Những cái hành động vô ý đó có thể cần phải xử phạt thật là nghiêm, thật là nặng để răn đe. Chúng ta có thể nhìn sang các nước láng giềng, một số nước mất kiểm soát Covid như Ấn Độ thì chúng ta mới thấy rằng là Việt Nam mình đã làm tốt như thế nào. Cùng nhau đi du lịch mà không đeo khẩu trang và không tuân thủ theo quy định của nhà nước. Và khi nhìn thấy những hình ảnh ấy, tôi cảm thấy rất bức xúc. Và sau khi nghỉ lễ thì chỉ vì một số hành vi, một số người thiếu suy nghĩ đã làm nên thực trạng của xã hội đang trong tình trạng dịch rất khó kiểm soát. Nó thể hiện ý thức rất là kém và sự ích kỷ cá nhân của một số người, khiến cho tình trạng phòng chống dịch Covid càng trở nên phức tạp. Theo bạn, pháp luật cần khởi tố những cái đối tượng mà cố tình nhập cảnh trái phép
hãy xử lý những có biện pháp xử lý hành chính đối với những trường hợp mà không chấp hành những cái pháp luật về phòng chống dịch Covid. Bức xúc, lên án gay gắt những hành vi vô trách nhiệm có lẽ là cảm nghĩ chung của nhiều người trong cuộc chiến chống dịch lúc này. Tuy nhiên, những hành vi ấy chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh. Đa phần, người dân đã ý thức hơn về các biện pháp phòng dịch. Mỗi xã, phường, thôn xóm đang dần dần như một pháo đài khi người người, nhà nhà tuân thủ 5K. Nhiều tổ tự quản phòng chống dịch Covid được thành lập. Những ngày này, trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội, ta thấy những khẩu hiệu, những hình nền với những thông điệp 5K, 7K và thậm chí là 9K. Kêu gọi mọi người luôn đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người và khai báo y tế đầy đủ. Tỷ lệ khai báo y tế toàn dân, cài đặt Blue Zone đang tăng rõ rệt. Nhiều đứa bạn trẻ sẵn sàng hoãn cưới ngày trọng đại của cả đời để chung tay phòng chống dịch bệnh. Không cần đợi tới khi có quy định đóng cửa giãn cách, gia đình anh Hòa chị Hương đã chủ động ngừng kinh doanh nhà hàng của mình ngay từ mùng 1 tháng 5 để góp phần giảm tụ tập đông người, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch. Sự bận rộn thường thấy của một nhà hàng đông khách giờ thay bằng những buổi trao tặng khẩu trang cho các bệnh viện và một số phường, quận, khu dân cư chung tay cùng chính quyền trong phòng dịch. Tôi nghĩ mình kinh doanh cả đời mà nghỉ thêm nửa tháng, một tháng nhưng mà an toàn. Chỉ sợ nhỡ đâu mở mà ví dụ có cô như siêu lây nhiễm rồi ghé thăm cái sợ lắm. Hồ Thành Công, Ba Đình. Ngoài lực lượng chức năng và 1-2 lao công dọn vệ sinh thì không một bóng người. Tình trạng người dân vượt rào và tập thể dục đã chấm dứt hoàn toàn nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền. 70 tổ Covid với hơn 200 thành viên liên tục giám sát, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở. Giờ đây ý thức phòng dịch của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Ý thức chấp hành tốt, người dân là tuân thủ các cái quy định, không vào trong hồ tập thể dục, đồng thời không tiến hành thực hiện cái nhiệm vụ câu cá của thanh niên, đồng thời là trước cửa công viên không còn cái tình trạng bán hàng và tụ tập đông người cũng như đá cầu buổi sáng. Chung tay trong cuộc chiến chống dịch, không người dân nào đứng ngoài cuộc. Một cặp đôi ở Can Lộc, Hà Tĩnh sát ngày hoãn cưới để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh đã được bà con thôn xóm ủng hộ bằng việc mua lại hết 150 mâm cỗ gia đình đã chuẩn bị. Tình làng nghĩa xóm, tinh thần đồng lòng chống dịch đã lan tỏa theo cách giản dị mà thiết thực như thế. Quyết tâm đồng lòng của mỗi người dân ấy sẽ tạo ra thắng lợi cho cả cuộc chiến này. Còn cái sự lơ là, mất cảnh giác của một ai đó sẽ gây ra những tác hại khôn lường. Không chỉ ý thức về cái nghĩa vụ của mình mà còn phải ý thức về trách nhiệm đạo đức của mình đối với chính mình, chính gia đình mình và với toàn xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã từng nói là mỗi tỉnh cần phải trở thành một pháo đài, mỗi huyện cần phải trở thành một pháo đài, mỗi xã cần phải trở thành một pháo đài. Và vì vậy nên là mỗi người dân của chúng ta cần phải là những chiến sĩ trên cái mặt trận đó. Thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây, con số cài đặt ứng dụng Blue Zone đã tăng thêm khoảng 10 triệu so với đợt dịch thứ hai, nâng tổng số người cài đặt lên 32 triệu lượt. Trên khắp đất nước, từ cá nhân, doanh nghiệp đến các đơn vị, cơ quan, những chuyến ủng hộ thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho các điểm cách ly đã liên tục lan tỏa đi thông điệp đồng lòng chống dịch. Ý thức công dân, trách nhiệm cộng đồng sẽ làm nên sức mạnh to lớn để dịch bệnh sớm bị đẩy lùi. Một năm rưỡi chống chọi với dịch bệnh, ngành du lịch dịch vụ cả nước điêu đứng. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và mùa hè là mùa cao điểm của khách nội địa, thời điểm vàng để du lịch phục hồi. Nhưng để phòng chống dịch bệnh, nhiều địa phương đã sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế. Đồng loạt nhiều tỉnh thành trong cả nước đã hủy bắn pháo hoa, rồi các sự kiện, những lễ hội tập trung đông người, dù đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng và công sức chuẩn bị rất lớn. Nhiều điểm mà di tích rồi du lịch đóng cửa, và thậm chí ở nhiều địa phương khi chưa có quyết định của chính quyền, nhiều nhà hàng đã tự nguyện đóng cửa để phòng dịch. Không bắn pháo hoa dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đó là quyết định của hàng loạt tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh để tránh tụ tập đông người. Hà Nội cũng tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến đi bộ trên địa bàn thành phố, tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung không cần thiết. Tỉnh Quảng Ninh dừng tất cả các lễ hội văn hóa thể thao, tôn giáo từ ngày 30 tháng 4 đến hết 23 tháng 5. Đó cũng là quyết định của thành phố Đà Nẵng, nơi từng là tâm dịch trong đợt bùng phát lần trước. Lễ hội Tràng An tại Ninh Bình cũng tạm hoãn dù địa phương này đăng cai năm du lịch quốc gia 2021. Tại quần thể danh thắng Tràng An,
vẫn đón du khách nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Hàng loạt lễ hội biển tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam đều bị hủy. Không tránh khỏi tiếc nuối vì mọi công tác chuẩn bị gần như hoàn tất. Quyết định của các địa phương dù là khó khăn nhưng rất quan trọng và cần thiết. Bởi sức khỏe, sự an toàn của nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu. Một con virus nhỏ với nhiều biến chủng đang làm đảo lộn thế giới. Kinh tế khó khăn khiến hệ thống y tế ở nhiều quốc gia tê liệt. Bệnh viện thì quá tải, thậm chí trở thành ổ dịch. Hơn cả đau lòng, nhiều người đã phải thốt lên khi nhìn những hình ảnh thương tâm từ Ấn Độ. Dịch bệnh đã đẩy bao con người vào cảnh mất việc, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên toàn thế giới. Nhưng với COVID-19, làn sóng mới này một lần nữa dạy chúng ta rất nhiều điều. Có lẽ với nhiều người thì giờ đây 5K, 7K hay 9K không còn là khẩu hiệu nữa, mà đã thành thói quen và dần dần là lối sống mới. Trước dịch bệnh, mỗi người đang tự điều chỉnh và thích nghi lối sống mới, quan tâm hơn đến sức khỏe và môi trường sống. Và với nhiều người thì khi cần, ở nhà cũng thú vị và an toàn khi tăng cường hoạt động thể chất hay là dành thời gian với sở thích trồng cây, đọc sách chẳng hạn. Những câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu sắc sẽ thay cho lời kết câu chuyện văn hóa tuần này của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. 30 phút tập luyện mỗi ngày giúp cơ thể vận động thể chất, tinh thần. Duy trì thói quen này cho học viên, ngay khi phòng tập đóng cửa chống dịch, cô Tuyết và các giảng viên của Namaskar Yoga Therapy dạy trực tuyến. Giờ tập linh hoạt trong ngày. Việc tập luyện còn được ghi hình, ai cũng có thể xem lại, rèn luyện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Nếu mà nghĩ được tích cực thì tất cả mọi điều tích cực sẽ đến với mình. Bên cạnh về sức khỏe, thể chất, nó có cả sức khỏe tinh thần bên trong. Và hai thứ, sức khỏe, thể chất và tinh thần luôn luôn kết nối lại với nhau và tạo nên một con người thực sự là khỏe mạnh, vui tươi, hạnh phúc. Mái ấm gia đình rộn ràng hơn trong mùa Covid, người lớn thêm thời gian làm bạn, gần gũi, chia sẻ và chăm sóc những đứa trẻ. Để bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân thì tôi cũng đã có những thay đổi tích cực để thích nghi với điều kiện cũng như là hoàn cảnh hiện tại. Tôi chú trọng hơn đến chế độ dinh dưỡng từ những bữa ăn hàng ngày cho gia đình như là bổ sung nhiều rau xanh, các loại vitamin tươi từ rau củ quả. Ngoài ra buổi sáng thì cả nhà vẫn hay là tập thể dục từ các cái hướng dẫn trên kênh YouTube. Đi ra ngoài thì không quên mang theo khẩu trang, găng tay cũng như là sát khuẩn thường xuyên. Công việc của tôi thì cũng đã được chuyển đổi hoàn toàn sang online. Sống chậm lại và chiêm nghiệm nhiều hơn. Chăm sóc cây xanh, dọn dẹp tổ ấm sao cho thoáng, nhiều gió, ngập tràn ánh sáng. Hay đọc một cuốn sách cũng có thể giúp cho cô gái vì môi trường hoàn hảo thêm nhiều ý tưởng cho cộng đồng. Căn nhà hầu như được trang trí bằng những vật dụng tái chế với quan điểm tôn trọng những điều vay mượn từ thiên nhiên. Có thể có được nhiều thời gian để mình có thể bồi đắp, có thể trau dồi những kiến thức của bản thân, cũng như là có được thời gian mà mình thư giãn và mình thực sự là đến cái thời điểm đấy mình suy nghĩ rất nhiều về những cái thứ mà chúng ta cần trong cuộc sống, với cả nó khác như thế nào với cả những cái ham muốn bình thường của chúng ta. Bởi vì thực sự là khi mà ở trong cái hoàn cảnh mà chúng ta bắt buộc chỉ ở trong nhà và chúng ta chỉ có thể là sống nhờ những cái thứ mà chúng ta đang có sẵn, thì chúng ta mới thấy rằng là thực ra là con người có thể tồn tại được với rất ít. Mình thực sự cần rất là ít trong cuộc sống. Và cái cách, cái thái độ của chúng ta với cả những cái thứ xung quanh chúng ta như thế nào thì nó sẽ là một phần để quyết định được cái tương lai của chúng ta đối với cả môi trường. Covid xảy đến không hoàn toàn tiêu cực. Quan tâm đến những điều tưởng chừng là nhỏ nhặt xung quanh, mỗi người sẽ nhận ra những giá trị riêng, trân trọng những điều giản dị mà khi bận rộn họ đã lỡ bỏ quên.